Mình xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Đào Trần Linh Đan, nhưng mà ở nhà mình tên là Thỏ nhá. Đâu, mình quên mất, ở nhà mình tên là Dâu Quay. Mình sống ở nước Việt Nam. Hôm nay mình sẽ kể một bài thơ cho các bạn nghe nhé. Cô giáo và em. Cô dạy em xếp hàng, bạn sau nhường bạn trước, cùng nhau đi đều bước, ngay ngắn và nghiêm trang. Chúng em ngồi thành hàng, học chữ qua hình vẽ, chữ O hình tròn nhé, chữ O hình cái ô. Rồi cô kể chuyện thỏ, chuyện bác gấu, chuyện voi, chuyện nhổ cây củ cải, cho cả lớp cùng chơi. Em yêu cô giáo thế như yêu mẹ của em, thầm thì em gọi nhỏ cô giáo hiền của em. Em đọc hết bài thơ, đoạn bài thơ này rồi, nên bây giờ mình sẽ xin chào tất cả các bạn. Nếu các bạn thích